Báo cáo các bác cô chú ý chị là Vương bia bọt xong thì không ngủ trưa mà dậy làm cây thì tôi đang có mặt ở quê kỳ nghỉ lễ các bác, thì cũng mấy tháng rồi mới về quê, mấy tháng rồi các bác thì cây cối nó như rừng ấy. Đây đầu tiên là cây ổi này các bác chắc còn nhớ này, thì nó vừa mới sản phẩm nó đây thì cũng không quay lại vì nhìn thấy nó sợ quá ngàn luôn đấy. Đấy, đây, vừa xong này. Sáng nay thì mấy anh em lên chợ Sơn Tây chơi, chợ chợ cây Sơn Tây các bác, vào một chú quen chơi cây và giao lưu một số cây ấy. Đấy các bác, đây này vừa cắt này, đây. Những cái tay cành của nó đây, tay cành của nó đây, lại phải dọn rác đây. Đấy, các bác ạ, chỉ có mấy tháng thôi, do thời tiết mưa các bác, nhanh, rất nhanh. Rồi thì xem lại cây này một tí các nhé. Đấy, đang nuôi một múng nhúm nhịp nhúm cái bông ở đây. Nhúm cái bông ở đây. Bệ rễ khá là ổn. Này. Bệ rễ. Đấy. Đấy, khá hay, khá hay. Xe này sắp đầy rồi. Đấy. Hơi siêu một chút, hơi siêu và ra nhảy tán thiên nhiên thôi, chứ không có làm cái gì to tát. Đấy các bác, vừa mới cắt thôi, cũng chưa chưa tạo tác cái gì nhiều, mới cắt nguyên giữ nguyên con này. Rồi nhìn thấy nó sợ quá. Rồi phang đi một số cái chỗ. Đấy. Lâu lắm mới về quê các bác, mấy tháng rồi rồi. Đấy. Đấy. Nói chung nó cũng khá hay. Cây ổi này khá hay. Tôi vẫn rất thích cái cây ổi này. Đấy. Rất khỏe. Tiếp theo là cái kế hoạch của ngày nghỉ ngày mai. Ngày mai nghỉ cuối cùng hôm nay. Tối hôm qua mới về thì hôm nay mới động được một tí cây này. Và cây này mới động được một tí. Cây này chưa làm được. Cây này còn đang dần già, mai làm nốt. Cây ổi nghệ thuật thì mai làm sẽ quay để khoe các bác. Đấy là cái kỳ nghỉ. Tiếp theo là cái cây ổi này. Cây ổi này nha các bác nhé. Đấy. Đã phun mầm rất là hoành tráng rồi. Nhưng mà cái đoạn ngọn này chưa có ý. Cái đoạn này thì rậm rạp và hôm qua em phải làm hết khoảng độ tối hôm qua ấy, làm hết khoảng độ mấy bó cái lá này thì vứt vứt đằng kia, vứt sang đằng kia. Đấy, rồi. Thì hôm nào mà kỹ thì những cái tay cành này nó mạnh. Thì tôi sẽ quay đàng hoàng lại, cái cây này cũng đã từng quay rồi các bác. Sẽ quay lại các bác là hôm nay nó đã như thế này thôi. Đấy, nó đã như thế này. Đấy. Phân này, toàn phân trâu nên mà cũng chưa được như ý lắm, chưa được như ý, nó chưa mạnh được như ý. Chùa chiếc tiền cả thiếu mất cái cầu đây, cái cầu đây không biết bị sao bị cậy mất. Đó. Rồi. Cái chỗ đuôi này nó mạnh quá, qua cắt mấy 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 ôm lá, còn cái trên kia thì vẫn vẫn chưa vẫn giữ nguyên. Các bác ạ. Đằng sau của nó các bác nhé. Hôm trước một số anh em đây này. Lá của nó ba ôm lá vứt đây này, 1 2 3 đấy, chỉ có cái cành à cái cành đuôi này thôi nhá, đang rất nhiều quả nhưng mà cũng vẫn cắt đi. Hôm trước một số anh em công ty lên thì chơi thì cũng vặt được một số cái quả để ăn và rất là lạ là có 1 2 quả lại là lòng đào đấy, rất lạ chỗ đấy, và một số quả lại bình thường mặt sau kiểu này rồi kia đây. Đấy, nhà quê các bác, nhà cấp 4 thôi. Ông bà ở quê này rồi. Hôm nay có dịp nghỉ đấy, con cháu về chơi. Đấy là cái cây ổi nha. Cây chanh này thì vẫn đang rất nhiều quả. Ăn rất lâu rồi mà cũng chưa hết này. Không nói đến cái cây này. À, hôm nay lấy được cái nhãn trực. Nhãn trực đây. Trên chỗ nhà chú. Trên Sơn Tây thôi. Tí nữa mai sẽ làm cái này, mai sẽ làm cái này.
nay nhà có cỗ thì chưa làm được. Giờ mới lọc mầm cái ổi này các bác, đây toàn ổi là ổi này. Thấy lọc mầm này cứ chưa chứ cũng chưa làm gì, cái búi ở dưới nó rất to mà chỉ lọc mầm để cho mầm nó to mầm khỏe nuôi mầm chính thôi chứ chưa làm gì cả các bạn. Đấy, cây này tí lọc nốt cây này. Và cái cây hoa giấy mà các bác có nhớ là nó cắt cái ngọn xong rồi làm một cây thác đổ ở đây thì bây giờ nó như này đây, nhanh rất nhanh thác đổ này. Đấy thì mai phải làm cây này rồi. Và cây bằng lăng kia, chỗ này cây sung như rừng ấy, quay gần không biết được. Rồi con này ổi, con ổi, ổi này, ổi này thì tạo được vì cho lên đá thì dinh dưỡng nó cũng kém và nó cũng hơi chậm, nói chung là cũng ok. Rồi bây giờ chỉ còn lại ổi xanh riết thôi, đợt cho bo cho bay hết rồi, thì không ở quê nữa cho bay hết rồi. Rồi chơi một số cây dưới Hà Nội thôi. Cây này thì mai nó sẽ tiến hành làm và cắt đi cái ngọn này, nó tạo rất là tốt, xanh tốt. Đấy, rất xanh tốt. Ngày mai sẽ làm cây này. Còn con ổi này thì được mưa được cắt xong cây này là đi xuống Hà Nội. Đấy, nhưng là bây giờ nó như này, nhìn này. Đấy, cũng hay phết, nhìn cũng hay ho phết. Tất nhiên nó là phôi thôi nhưng mà nhìn cũng hay ho, hay ho phết. Cái này rất hay ho, rất trực lùn, tay trực này rất trực lùn. Đấy, quay trở lại cây xưa này. Cây xưa này giờ mình không nhìn thấy gì nữa đâu. Cây xưa này cũng sẽ để làm một con ổi, cũng lại một con ổi siêu um tùm chắc. Đây chắc các bác có nhận được chắc đây, chắc này, chắc ngày mai sẽ làm. Nói chung ngày mai là một ngày cực kỳ nhiều việc, vừa con cái lại vừa ngày nghỉ cuối cùng mà lại vẫn phải làm cây ấy. Thì cực kỳ nhiều việc, không biết có quay được không nhưng mà sẽ lướt một vòng để các bác xem rồi mai sẽ vào chi tiết từng cây các bác. Đây này, chắc dây, chắc gai này. Vì sao gọi là chắc dây này? Thân như thân dây, cái dây leo các bác nhé. Vì sao cũng một số vùng gọi là chắc gai, đây nó có gai các bác nhé. Đây, những cái gai này nhé. Đấy các bác nhé. Gai đấy, chắc gai hay chắc dây thì đều là nó thôi. Đó. Cây đa búp đỏ thì gửi cho bác trong Đắk Lắk rồi. Đó. Chắc rất xanh tốt, cái tay cảnh nó lên rất là vươn, rất là kinh khủng, nó giống dòng dòng thân dây mà gỗ mà lại là tay, lại tay là cây dây. Đấy thì bây giờ là vừa bia bọt xong thì mới tỉa xong cái cây này cũng không quay lại vì nó um tùm quá, không quay lên nó cũng tối các bác không nhìn được. Thì là nhìn sau nó cũng tạm ổn rồi, tạm ổn rồi. Đấy thì sản phẩm này tí lại phải dọn rác. Thì vẫn rất kỳ vọng cái cây này, vẫn kỳ vọng cái đoạn ngọn này nó phát triển được theo kịp được cái đoạn đuôi này. Đoạn đuôi này nó nhanh quá, những cây tay cảnh nó non nó nhanh, còn ở trên này thì nó hơi đuối, nó hơi cỗi, nó khá là lâu. Tay cảnh nó cũng có nhưng mà nó không mạnh như mình mong muốn, thì đang dần dần. Đấy, nói chung là nó cũng sẽ ổn định thôi, dần dần nó sẽ ok thôi các bạn. Đấy, rồi nhé. À đây, khoe với các bác là hôm nay có cây tre chú Hải trên Sơn Tây, chú kỷ niệm. Gọi là chú cháu biết nhau đã lâu nhưng hôm nay mới gặp. Thì lên chơi chú nhà chú vườn cây thì tí các bác khoe các bác xem cái vườn cây của nhà chú. Với lại kỷ niệm tôi một cái cây tre ngà. Đấy, thì ngày mai tôi cũng sẽ làm luôn để các bác xem. Đấy, cây tre ngà lên rất nhiều mắt con. Thân của nó rất là quái con nhé. Vẫn rất kỳ vọng cây ổi này. Đấy, nhắc lại các bác, vẫn rất kỳ vọng cây ổi. Rất kỳ vọng. Này, tôi tháo vào cái bạt ra đây rồi. Đây này.
Đấy. Sáng nay thì có chi chợ Sơn Tây có quay được một video thì các bác xem, nhưng mà nó ít 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 cây hay. Đấy. Thì nó gọn gàng cái nhìn là đỡ kinh. Cắt một số cành này. Vậy thôi thì đỡ kinh đi thôi, chứ không chơi được sâu cơ này. Toàn ổi lâu rồi, quanh quẩn nhỉ? Nhìn đi ngoảnh lại toàn ổi các bạn. Đấy. Nó còn đúng là làm nhầm du với lại từng vi tùng cối. Chỗ kia cái cây bằng lăng thì nó phải làm, mai phải làm. Đấy thì mai sẽ cố gắng chia sẻ các bác một số video nhé. Rồi. Xin cảm ơn các bác. Đi vào cái chỗ này như vào rừng. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.